chào các bạn đến với kênh YouTube Hamburger Vito. Nhớ đăng ký kênh, để lại một like, một comment và một chia sẻ giúp kênh phát triển. Cảm ơn. Các bạn hãy subscribe và đừng quên bấm chuông để xem những video mới nhất nhé. Vâng, chào các cụ các mợ nhá. Bây giờ em hiện tại em đang ở Uông Bí. Em ở Uông Bí, bây giờ em ở Uông Bí Quảng Ninh. Em ở Uông Bí Quảng Ninh, bây giờ em đang đến giải quyết vụ việc là cảnh sát môi trường, đội cảnh sát môi trường công an thành phố Uông Bí bắt xe lợn lỗi không có kiểm dịch. Nhưng mà các anh không lập biên bản, anh giữ xe từ chiều bây giờ. Không lập biên bản nào. Đây đồng chí. Bây giờ các anh giữ xe của chúng tôi là các anh giữ xe bây giờ cũng phải tầm 10 tiếng rồi nhỉ? 10 tiếng rồi. 10 tiếng mà chưa lên biên bản vi phạm hành chính đúng không? Chưa vi phạm hành chính, chưa biên bản hành chính mà lại có căn cứ, anh lấy căn cứ đâu anh giữ xe từ chiều bây giờ? Như này nhá, xin lỗi các anh nhá. Là những người nào có liên quan. Thì như anh thì là trông xe, và có những người nào có liên quan thì mời các anh theo chúng tôi về công an thành phố để làm việc. Đây làm được cho chỉ đạo đi. Nào. Thôi ý kiến được anh như này. Khoan đã, bây giờ lập sửa đâu anh phải lập biên bản ở đấy, nhưng bây giờ vi phạm đâu anh lập biên bản đấy, sao lại về công an thành phố? Không ở đâu vi phạm, ở đâu anh không về công an thành phố thế thế nào? Bây giờ vi phạm đâu? Làm việc đây không về công an thành phố. Anh tên là gì ạ? Tôi tên là Hiệu. Anh Hiệu ạ, xin lỗi anh chỉ. Tôi tên Hùng. Bây giờ như thế này nhé, chúng tôi nhận được bây giờ lãnh đạo công an thành phố là chỉ đạo mời các anh về thành phố. Tôi không nghe chỉ đạo. Đấy là lãnh đạo của các anh, không phải lãnh đạo của chúng tôi. Xin lỗi anh là. Tôi là Nguyễn Quang. Anh có luật giao thông an toàn giao thông. Anh có liên quan gì không? Có chứ, đây là tôi mời đến. Tôi anh mời đấy là anh mời đến, còn đâu là không ai cả. Nhưng mà bây giờ như này nhá. Tôi là Nguyễn. Tôi giới thiệu cho anh nè. Thứ nhất là Nguyễn Quang là làm việc tại đây, người nhà tôi. Rồi, okay. Và cũng có trách nhiệm với cái rồi thì mời cả anh về đi. Không, mời cả bây giờ là tôi xin ý kiến, nó ý là tôi nói đi ạ. Tôi ý kiến với các anh là cái xe cái lợn này thì như thế nào các anh giữ để tôi biết. Bây giờ nhanh nhá. Tất cả chúng tôi đều làm theo quy định của pháp luật. Quy định pháp luật. Bây giờ chúng tôi xin phép là mời tí nữa anh cho anh xem cái lệnh kiểm tra xem nào. Công an thành phố để làm việc. Mày cho anh xem lệnh kiểm tra. Những người nào có liên quan, có trách nhiệm liên quan thì mời đi theo chúng tôi, còn những người nào tôi xin phép anh này. Vâng. Chúng tôi đã mời rồi. Đội cảnh sát môi trường đúng không? Không liên quan. Xác minh bắt giữ. Theo chúng tôi bắt giữ chưa, tức là chưa trong quá trình lưu thông chưa phát hiện ra lỗi vi phạm gì. Đến thời điểm bây giờ chưa lập biên bản, các anh ra kế hoạch bắt giữ là thứ nhất, thứ hai là các anh ấy làm việc ở môi trường, bây giờ sao lại bắt được thú y? Nếu anh kia có liên quan thì mời anh cùng về con thành phố làm việc. Bây giờ các anh lập biên bản tại đây, chúng tôi bây giờ tôi cần các anh lập biên bản tại đây. Tôi xin lỗi anh nhé, anh nói năng thật sự là nhẹ nhàng và có sự tôn trọng, anh em chúng tôi cũng thế. Bây giờ chúng tôi mời... Chúng tôi không tôn trọng gì hả? Các anh giữ chúng tôi, xe chủ chúng tôi 10 tiếng đồng hồ ở đây mà chưa biên bản, mà anh cho biên bản tạm giữ. Thế là thế nào? Tôi hỏi các anh thế. Mà cái việc... Cái giấy kiểm dịch là việc của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Vì sao công an lại bây giờ đứng sân cả cái việc của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn? Tôi nhắc lại lần cuối nhá. Là chúng tôi mời những người có liên quan về cơ công an... Chúng tôi không về. Bây giờ các anh lập biên bản vi phạm nhanh lên. Để làm việc. Còn việc như thế nào, trách nhiệm đâu thì các anh về công an thành phố làm việc. Bây giờ chúng tôi cần cái biên bản để chúng tôi làm căn cứ, chúng tôi ra tòa. Tôi hỏi anh như này. Chúng tôi không cần nữa, không cần làm việc nữa. Tôi đã mời rồi nhá. Thế bây giờ các anh có... Bây anh là ai nhỉ? Các anh có làm việc không? Ngô Văn Phương 668402. Anh và trụ sở công an thành phố. Tôi không về đấy. Các anh là công an, các anh bây giờ phải chịu giám sát của chúng tôi. Không giải thích. Anh là trung úy đúng không? Xe là xe của tôi. Nhà tôi đề nghị các anh là nếu bây tôi giờ các anh mà anh lái xe, anh ở đây để không này, cái này là cái việc này là liên quan đến trực tiếp là tôi. Anh này là anh nào? Tôi nói Hoàng Mạnh Cường 178344 rồi, đại thượng úy. Tôi yêu cầu anh nhá. Tôi yêu cầu anh cái này đó. Anh bỏ tay tôi ra. Bây giờ tôi hỏi là chúng tôi vi phạm gì nào? Anh đọc lỗi như này. Bây giờ chúng tôi mời tôi anh về công an thành phố làm việc. Bây giờ anh không đọc cái gì tôi đi. Bây giờ chả có gì mà chúng tôi phải đi về không ạ? Tức là nó như này. Bây giờ chúng tôi vi phạm cái gì đó mà để đó nào? Bây giờ tôi nói với anh như này nhá. Tôi vi phạm gì mà anh bắt tôi về đấy? Bây giờ chúng tôi vi phạm gì đó nào? Chúng tôi bây giờ chúng tôi vi phạm cái gì đó?
Bây giờ phải làm rõ chúng tôi vi phạm gì đã nào. Mời tất cả những người có liên quan. Liên quan nhưng mà bây giờ tôi nói với anh như này. Bây giờ chúng tôi đã vi phạm cái gì đã nào? Bây giờ cái anh biết là cái giấy kiểm dịch bây giờ đâu như thế nào có thể cấp được giấy kiểm dịch không? Ở đây trông xe cùng với lại đồng chí lái xe không phải cấm gì. Đúng rồi, mà cái trường hợp như nào em không phải giấy kiểm dịch không? Các anh biết trường hợp nào không? Tôi đã mời rồi nhé, còn việc lên mà giữ hơn 10 tiếng anh đã có báo. Giữ không 10 tiếng, 10 tiếng chưa biết phải biết hành chính. Ôi ôi công an môi trường xe đẹp ấy nhỉ? Ôi phương tiện tuần tra đẹp ấy nhỉ? 34A00007 45. Ôi ôi công an đâu xe mình đâu nhỉ? Tình trạng xe đâu nhỉ? Xe ở đâu tín ơi? Đâu xem xe nào. Bây giờ không có vi phạm gì mà không giữ xe chúng tôi 10 tiếng. Anh biết là cái giấy kiểm dịch bây giờ phải như nào không? Mẹ lệnh điều tra kiểm soát của ông. Cái lệnh của ấy mẹ ông bắt giữ, lệnh bắt giữ mà chưa xác định vi phạm bắt giữ cái gì. Đây xe đúng không? Mẹ mời về công an thành phố. Đây, mẹ bây giờ chết con nào vui đấy nhở? Hơn 10 tiếng nay thì nợ đen xì hết rồi. Rồi. Thôi. Mẹ đó. Bây giờ còn công an bây giờ lại còn lấn sân cả cái công việc của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn nữa. Thôi đi đây, anh chạy ra đâu. Bây giờ không có biên bản mình đi lấy xe đi về. Không có biên bản lấy xe đi về. Lấy xe đi về, tí lên xe lấy xe đi về đi. Không có biên bản lấy xe đi về. Không có chưa biên bản vi phạm hành chính không giữ xe rồi làm gì? Cán bộ này cán bộ nào? Đồng chí thiếu úy này, đồng chí thiếu úy nào đây? Ngô Ngọc Tân 179471 rồi. Các ông có biên bản vi phạm hành chính chưa? Ông có biên bản vi phạm hành chính chưa? Dừng xe đấy đây. Ai cho anh đánh xe đi đấy? Các ông có biên bản, ông đã biên bản chưa? Đã biên bản chưa? Đã biên bản vi phạm hành chính chưa? Dừng xe lại. Ông ra lệnh cho ai? Mũ ông đâu? Cái mũ của ông đâu? Cái mũ KPI của ông đâu? Làm việc ông làm việc mũ đâu đâu? Hả? Rồi. Quay đi. Chưa biên bản hành chính, vi phạm hành chính của ơi. Chưa biên bản vi phạm hành chính. Bây giờ chưa có biên bản hành chính mà các ông ấy giữ xe. Ờ, đánh cái xe chặn. Khóa cửa đấy. Đây, à đâu đóng cửa. Bây giờ chúng tôi vi phạm cái gì nào? Bây giờ vi phạm cái gì nào? Đây, cán bộ làm việc đây, không có mũ KPI đây. Ngô Ngọc Tài đây. Đây, đây các anh đang sử dụng hình ảnh chúng tôi nhá. Bây giờ các anh giữ chúng tôi ở đâu, anh lập biên bản tại đấy. Không. Mời nó có cái gì thì các anh phải giải quyết ở đây. Bây giờ phải vấn đề. Tôi xin lỗi các anh nhá, tôi giải thích lần cuối là chúng tôi hiện tại đang mời các anh về chủ làm việc tại phường Phương Nam thành phố Uông Bí. Các anh giải quyết ở đâu? Các anh dừng xe chúng tôi ở đâu thì làm việc ở đấy. Bây giờ dừng ở đâu làm việc ở đấy? Trả hàng lậu. Bây giờ anh biết là bây giờ để mà kiểm tra giấy kiểm dịch, muốn có giấy kiểm dịch phải như nào không? Hả? Bây giờ anh kiểm tra môi trường, cái lệnh của anh kiểm tra môi trường mà chưa phát hiện vi phạm mà lệnh của anh là bắt giữ. Mẹ cứ như tội phạm buôn ma túy không bằng bắt giữ. Mẹ thằng thiếu úy này đây. Thiếu úy đi này. Mẹ thiếu úy đây đi làm đây. Thiếu úy đây mẹ có tí sao số gạch nữa. Làm việc không đúng. Rồi mẹ. Bây giờ thích cái vất cái xe ở đây, mai lên thanh tra Bộ Công an, lên trực tiếp số 5, số 2 cái thực hiện. Rồi. Vất xe đây, tí nữa vất xe bây giờ đi về, không cần nữa. Anh này đứng ra là giữ xe này. Giữ xe này. Mày để tí nữa mày để xe đây, đóng cửa đi về. Mai chết con lợn nào đền? 18 con lợn đúng không? Hiện tại là
thì thôi. Nhưng mà bây giờ xe là các cậu nếu muốn thì cho vào kia, chứ một là để đây là gà nó đái ở ra đây không, mà hai là xe. Đi thôi, đi về. Anh em đi về, mai lên thanh nhận số thanh tra bộ công an. Và không có một cái giấy tờ gì. Không giữ. Dự chưa biên bản vi phạm hành chính mà đã dự đoài có biên bản giữ xe, thế là thế nào hả? Là chúng mày làm việc kiểu gì đấy hả? Không có một cái giấy tờ gì. Đây Ngô Ngọc Tài, Ngô Ngọc Tài đây, cán bộ Ngô Ngọc Tài đang sử dụng hình ảnh tôi đây. Rồi đây nhá, không đội mũ quay nhà chưa đây, không đi làm nhiệm vụ tôi cũng bị chửi, thích thì kiện tôi tội không ạ? Không phải làm nhiệm vụ, đi làm mà không kê pi, thiếu úy. Đây sai điều lệnh đây, giữ xe cứ như nào, thái độ ngông nghênh, tội phạm bắt giữ lệnh. Cái lệnh tuần tra kiểm soát đây là lệnh bắt giữ, lệnh bắt giữ chứ không phải lệnh bắt. Cái lệnh là lệnh bắt mà xe thì không phải là hàng cấm hàng lậu, lệnh là lệnh bắt chứ không phải lệnh ấy. Mẹ công an ông bí gấu quá. Thì xem ấy, gọi nhà báo đến. Nhưng mà mấy ông nhà báo thì hôm nay thứ bảy cũng khó. Mẹ gửi gọi mấy ông bảo một ông ở lên Tuyên Quang, một ông thì thứ bảy ông ấy đi với gia đình rồi, khó. Anh không có sức mà làm các cái xe lợn chở ra đây từ ngày. Còn tôi nói các anh trẻ từ ngày mai làm việc. Bây giờ đi đến đâu chúng tôi chơi. Mẹ thích nên tận tòa án nhân tôi cao luôn. Quảng Ninh này một ngày không bờ dưới 100 cái xe mà cái lệnh đấy, với lệnh này, mệnh đấy chỉ nghe đúng xe này đúng không? Ừ. Cái lệnh này chỉ nghe đúng xe này thôi. Ờ đấy. Cái lệnh riêng cái lệnh đấy, cái lệnh tuần tra kiểm soát đấy chỉ nhằm vào đúng xe này, lệnh bắt giữ. Mà lệnh ấy lệnh bắt giữ cơ chứ không phải lệnh ấy đâu, bắt giữ xe. Trưởng công an thành phố, phó trưởng công an thành phố ký lệnh là lệnh bắt giữ. Thủ án cá nhân gì mà? Hay chúng hay công an ông bí tư thủ cá nhân gì với chúng tôi đây? Ở đây. Đây là xe này nằm ở trong quán mà. Hãy tư thù cá nhân, lệnh chỉ tuần tra, chỉ kiểm tra riêng duy nhất một xe. Duy nhất một xe. Và lại lệnh là lệnh bắt giữ chứ không phải lệnh ấy đâu. Không phải lệnh tuần tra kiểm soát đâu. Không phải lệnh cái lệnh là lệnh bắt giữ. Bắt giữ xe, dùng từ bắt giữ. Bắt giữ chỉ dùng cho hình sự thôi. Bây giờ các anh ấy làm chở lợn mà các anh làm như kiểu là buôn ma túy nhỉ. Mà kiểm tra môi trường bây giờ lấn sân sang cả cái nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn là giấy kiểm dịch. Mà không có cán bộ kiểm dịch ở từ đây. Mà vấn đề là kiểm dịch đấy phải trường hợp nào phải còn đến giấy kiểm dịch chứ không phải là thích đấy. Vùng này là tôi đi qua. Về còn đe dọa chạy lợn cơ, bảo là bây giờ thiêu hủy toàn bộ chạy lợn cơ. Đấy, đúng rồi. Tôi có đến nhà mà chạy có chạy lợn mà các anh này đến là để đe dọa để đốt chạy. Đe dọa đốt trại để bắt nhà chủ trại lợn để mà làm việc khai theo đúng ý của công an Uông Bí này, quá là ghê rồi. Các anh biết là cái trường hợp mà để mà có giấy kiểm dịch thì như nào không? Ép người chăn nuôi phải ở cái điều 37 khoản 1 điều 37 luật thú y nó như nào phải mới phải cấp giấy kiểm dịch không? Hả? Đến đe dọa là để hủy trại lợn. Khoản 1 điều 37 anh đọc luật thú y chưa? Không dám nhận lợn. Chưa học rồi thì quy sao ra bắt lỗi kiểm dịch, giấy kiểm dịch. Các trường hợp bây giờ kiểm dịch, như nào mới giấy kiểm dịch? Bây giờ vi phạm cái gì mà giữ xe nào? Bây giờ phải làm rõ vi phạm cái gì? Chúng tôi vi phạm cái gì giữ xe chúng tôi? Đây cán bộ bây giờ đội mũ ở đây, đội mũ KP ở đây. Chưa biên bản vi phạm hành chính mà lại đã có biên bản giữ xe. Đã có biên bản giữ xe mà lệnh bắt là bắt. Khi phát hiện cái lệnh đấy là khi phát hiện vi phạm hành chính thì sẽ tiến hành bắt giữ và đưa về bãi. Bắt giữ nhá. Ở đây là bắt giữ nhá. Các cụ có thể xem cái bài viết của Giao thông Express đăng lên group Luật Giao thông An toàn Giao thông. Cái bài trước đấy khoảng tầm 10 tiếng rồi đấy. Em có up cái lệnh tuần tra kiểm soát của công an thành phố Uông Bí. Tức là có cái biên bản này sẵn rồi. Đấy, có sẵn rồi. Có sẵn rồi sao? Chỉ nhà đúng cái xe này thôi, cái biên bản cái đấy chỉ nhà mà lệnh bắt giữ. Lệnh bắt giữ dùng từ tất bắt giữ. Cả cái biên tất cả các cái lệnh này là đã có dấu treo và chữ ký sẵn. Đấy. Chỉ đến nơi là điền tên của biển số xe vào. Rồi, lệnh bắt giữ đúng không? Bắt giữ. Dùng từ bắt giữ. Bắt giữ thì giao cái giấy cái đấy đây để tôi đi về.
bây giờ vi phạm cái gì là lập biên bản đấy, chúng tôi không cần cái xe này nữa, chúng tôi bây giờ tạm giữ xe rồi mà không có biên bản vi phạm hành chính. Hơn 10 tiếng nay rồi. Bây giờ chúng tôi yêu cầu các anh lập biên bản cho chúng tôi. Cái không phải. Bây giờ muốn về không ạ? Bây giờ về muốn về thành phố ấy, lập biên bản đây. Về là rồi lập biên bản. Lý do làm sao giữ xe từ chiều giờ? Lý do làm sao giữ xe? Đây cán bộ bây giờ núp trên xe đây. Cán bộ ngồi yên trên xe này, đứng đầu xe không phải ông điên rồ ga dính cái cổ này chết. Đây cán bộ đây. Thượng úy đội cảnh sát môi trường công an Uông Bí, cảnh sát môi trường bây giờ lại quay ra cả thú y nữa. Bây giờ là cảnh sát môi trường là tay hơi to đấy, lệnh bắt giữ đó, chứ không phải là lệnh kiểm tra hành chính xử lý vi phạm chính mà lệnh bắt giữ. Nói chung là cái bắt số giữ, thế là tài chiều có bị còng tay không? Tín chiều bị còng tay không? Các anh em ạ. Bây giờ chỉ xin mỗi cái biên bản giữ xe. Bây giờ lý do làm sao? Bây giờ lập biên bản vi hành chính để mà các anh giữ xe này và bây giờ các anh chúng tôi cần những biên bản vi phạm. Xe lợn này là hủy hỏng rồi. Bây giờ chúng tôi hỏng hợp đồng rồi. Hỏng hợp đồng xe lợn này. Bây giờ chúng tôi cần những biên bản lý do. Biên bản để đi về. Chúng tôi cần biên bản vi phạm. Cho người ta làm chứng, có người ta bảo thế nọ thế. Chúng tôi cần cái biên bản vi phạm. Bản môi trường. Nó lập biên bản giữ xe rồi cụ ơi. Cụ Phương Hiền, nó lập biên bản giữ xe từ chiều rồi nhưng mà giữ xe không có lý do giữ xe là gì, không có vi phạm ấy. Không có vi phạm thực tế nào mà lập biên bản giữ xe từ chiều bây giờ. Chưa vi phạm thực tế nào mà lập biên bản giữ xe từ chiều. Chưa biên bản vi phạm hành chính. Căn cứ để chưa nói đến cái vấn đề xe này chở như nào không, nhưng mà bây giờ là tại sao cái xe này không, có phải là xe lậu hay xe cấm, xe chở hàng cấm không? Mà các anh ấy ký lệnh bắt giữ. Giữ xe hơn. Các anh lại bắt giữ. Ký là ký trước đấy rồi. Bắt giữ là cái từ bắt giữ là dùng cho bên hình sự nhá. Bên hình sự nhá. Tôi là Vinh, tôi là đội trưởng đội sắp. Vâng, bác trung tá đúng không? Thành phố Uông Bí. Rồi. Thế bây giờ là anh nào liên quan đến cái hàng hóa của cái xe này? Tôi và tôi. Tôi đang hàng. Anh tên là gì? Đây, tôi tên ba người. Còn đây Liên Phúc là người liên quan, đây cả liên quan lái xe của tôi. Liên quan lái xe là liên quan như thế nào? Tôi thuê. Anh này là lái xe. Lái xe mà xe chính chủ nhà sao? Xe lái xe chủ xe luôn. Còn ở đây là thuê, còn đây liên quan người nhà. Thế là bây giờ cái hàng này là hàng của ai? Hàng này của tôi. Vâng, thế thì tôi mời anh về trụ sở công an thành phố để làm việc. Không, bây giờ tôi ý kiến với anh như này nhá. Xe lợn này của tôi ấy, thì bây giờ các anh phải đọc lên cái lỗi nó như nào tôi về đấy. Thứ nhất là tôi nói anh là hiện tại bây giờ tại thời điểm kiểm tra là xe các anh không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Thế tức là tôi em xin lỗi bác nhé. Tôi ý kiến với các anh như này. Thế thì không có lỗi, không có kiểm dịch thì các anh phạt như nào và xử lý như nào? Cái đấy chúng tôi phải làm xác minh cho nó rõ. Không, bây giờ cũng phải. Thế xe nào cũng phải về thành phố à? Xe nào bây giờ xe lợn nào đi xe qua cũng phải về thành phố à? Xe lợn nào cũng phải về thành phố đúng không? Nếu mà anh là chủ hàng tôi mời anh về trụ sở. Không, tôi bây giờ tôi hỏi anh tại phải làm rõ ở đây, vấn đề ở đây đã rồi. Nếu bây giờ anh là chủ hàng. Tôi là chủ hàng. Chúng tôi mời anh về trụ sở công an thành phố. Không. Đây trung tá đây. Đi ra cũng không trả đội Mỹ mũ kia pi biết gì đây. Về đây vào đâu ấy chẳng hạn không. Về lại cứ bao ghế cửa vừa ngồi vừa cười vừa hát thì chết. Cứ mở mắt trời vừa cười vừa hát thì dở hơi lắm. Không phải trước khi về đấy phải giám định sức khỏe. Giám định sức khỏe đó. Tôi đấy nói anh nha. Không. Xin lỗi đồng chí trung tá nhá. Anh có biết là cái trường hợp nào phải có giấy kiểm dịch không? Anh đọc cái điều 37 khoản 1 điều 37 nó thú ý chưa? Anh đã đọc được các trường hợp phải có giấy kiểm dịch, các anh đã đọc chưa? Bây giờ tôi nói với anh như này. Tại sao lại không nói chuyện với làm việc với anh là chủ hàng. Tôi mời anh về trụ sở để làm việc. Trung tá đây đi làm việc với dân đây, điều lệnh của Bộ Công an vứt mẹ anh hết rồi. Việc chở lợn như thế nào thì anh mới tôi mới về. Và tôi không phải là điều lệnh người đi buôn mà các anh cứ mời về là đây đồng chí này cứ quay tôi nha thiếu úy nhá. Vi phạm điều 32 bộ luật dân sự nhá. Mãi đến tối tôi hình ảnh cá nhân tôi đấy. Tôi yêu cầu anh là anh đọc
tất cả mọi anh. Bây giờ vi phạm gì phải lập ra, lập biên bản ra, lập thành biên bản. Bây giờ anh giữ xe. Bây giờ tôi đi theo các anh thì tôi không đi theo. Bây giờ tự dưng bảo giữ xe của tôi, bảo chúng tôi về thành phố. Nếu mà các anh định làm gì? Nếu mà nhà nước in là tôi nói với anh như này. Nếu anh lại cửa hàng, tôi mời anh về cơ sở để làm. Tôi không về. Cái thu, không cái thông tư 01 của Bộ Công an là dừng xe kiểm tra. Dừng xe. Anh làm cái gì để mà tôi phải mời anh bằng giấy cả? Không có giấy tôi đi với anh cho nào được. Vậy có giấy mời đàng hoàng. Biên bản giữ xe đàng hoàng. Biên bản giữ xe với anh dự trả lý do gì anh giữ xe tôi không có biên bản vi hành chính mà các anh giữ xe tôi. Thế bây giờ hiện tại bây giờ các anh đang biên bản vi phạm chính đâu? Anh phải giao tôi, nó biên bản anh phải giao cho tôi. Bây giờ các ông làm lập vi phạm chính các ông vứt xé hết à? Xé chủ đít hết rồi. Cái gì là xé chủ đít? Bây giờ anh luật viện mà là xé chủ đít. Bây giờ các ông làm không theo luật vi phạm chính thì bây giờ các ông ấy xé hết rồi. Như thế nào là theo luật và không theo luật? Bây giờ theo anh lý do anh lập biên bản giữ xe là gì? Bây giờ cái biên bản giữ xe theo điều 125 luật vi phạm hành chính là phải căn cứ theo vi phạm để mà cái biện pháp khắc phục hậu quả để mà đảm bảo xử phạt cái vấn đề xử phạt. Bây giờ chưa vẫn phát hiện ra lỗi chưa, tức là chưa có biên bản vi phạm hành chính, các anh cũng chưa chứng minh được lỗi của chúng tôi mà các anh đã tiến hành giữ xe của tôi. Cán bộ vừa đi uống rượu về mặt tưng bừng hết rồi. Mà thậm chí biên bản giữ xe này không có dấu nữa cơ. Biên bản giữ xe nó không có dấu, không có giá trị pháp luật nữa cơ. Các anh giữ xe ở đây cả xe lợn này bao nhiêu tiền? Riêng cái xe, giá trị cái xe tiền tỷ rồi. Mà các anh giữ, mà các anh đưa chúng tôi tờ giấy lộn. Đây, đồng chí trung tá đi làm thậm chí không có copy đây. Sai điều lệnh. Rồi, vứt xe ở đây. Vứt xe ở đây. Rồi, đúng rồi, tí này, cất xe đi. Cất xe đi, để. Có biên bản tạm giữ rồi. Rồi mai mình cầm biên bản tạm giữ lên Bộ Công an. Chủ nhật nghị số 3 Nguyễn Thượng Hiền vẫn làm việc mà. Chủ nhật vẫn làm việc mà. Để đấy, số mạng mai lên thẳng Bộ Công an luôn. Biên bản này chứ. Bây giờ là biên bản là bây giờ phải nhận chất có nợ nào không mới phải chịu chứ. Bây giờ tình trạng đây tình trạng lợn vẫn sống. Họ ăn cả cái xe rồi. Họ ăn cả cái xe rồi, thôi đi về mai Bộ Công an. Còn nhà báo thì đến sẵn làm việc sau. Thôi cứ để đây thôi. Đi về thôi. Không ấy, đi về thôi. Thôi mình về đi. Mai lên Bộ Công an giải quyết. Mai lên Bộ Công an. Còn chúng tôi không chịu trách nhiệm. Xe bây giờ không niêm phong, bây giờ chết con lợn nào. Tôi để xe đường luôn. Thôi đi vào đi, tí này không đi vào, đi vào không làm việc đâu. Nói cho anh biết anh đi vào được. Tại sao thế bây giờ anh cả người đi bắt người à? Giờ xe chúng tôi đang giữ. Đi anh đánh xe đi 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 vào đi vào đi vào đi vào đi vào. Bắt giữ người à? Bắt giữ người à? Thế không bắt giữ người à? Có anh này bắt giữ chưa? Gọi viện kiểm sát đây, muốn bảo giữ anh nghe này. Thế vi phạm cái gì nào? Các anh niêm phong xe chưa? Các anh niêm phong xe chưa? Các anh niêm phong xe chưa? Các anh niêm phong xe này chưa? Cái tiền xe đã niêm phong chưa? Chưa niêm phong đúng không? Chưa ai chưa ký niêm phong cái gì đúng không? Chưa niêm phong đúng không? Thôi đi về. Cầm cái này anh cầm rồi. Mai cái này làm thủ tục ra tòa. Cái xe lợn này riêng giá trị cái xe 1 tỷ. Không, công, trưởng phó trưởng công an Ung Bí là phó phòng rồi. Cấp phòng rồi. Thôi cứ về đi. Đi về đi. Thôi. Ông bắt giữ người à? Ông bắt giữ người à? Ông bắt giữ người à? Gọi viện kiểm này. Viện kiểm sát, ông gọi viện kiểm sát đây. Anh bắt người à? Ông bắt người à? Ông bắt người à? Ông thiếu úy thôi, gọi viện kiểm sát dân dân đến đây nhá. Viện gọi viện kiểm sát lại viện kiểm sát đây. Vi phạm cái gì? Luật hình sự gì? Giữ người gọi muốn bắt người phải gọi viện kiểm sát đây. Ông bắt người à? Thế cái tiền bến bãi này là ai chịu nhỉ? Anh nói với cả tôi là làm tiền bến bãi là tay chịu đúng không? Đấy là cái việc của tôi. Đây điện thoại của tôi, anh tắt đi. Đội cảnh sát môi trường đây. Mẹ mụ. Anh tắt điện thoại đi của tôi cái. Này. Sờ vào hộ cái thôi. Làm gì đâu? Các góc đều có máy quay cả. À bật thêm cái bổ sung cái này nữa nhỉ? Người là
178314 này là trước khi đánh xe vào bãi là đã nói là dừng xe ở bãi này là cơ quan công an là phải chịu rồi. Công ý chịu đúng không? Vâng đúng rồi. Em đã nói trước rồi mà. Phải chịu thì mình đánh xe ở đây. Bây giờ xử lý mọi ngoài đường, nhưng mà các ông dừng xe tôi ở đâu mà xử lý ngay tại đấy, ông bắt xe chúng tôi về bãi. Bây giờ chưa có biên bản vi phạm hành chính mà để đã, cái biên bản vi phạm hành chính chưa có chưa mà có. Đã có cái để mà tạm giữ phương tiện, tức là chưa xác lập, chưa gọi là có cái biên bản ghi nhận hành vi mà đã có biên bản giữ xe ghê. Ôi con lợn này nằm ngửa miệng đây này. Ờ không phải. Kiểu này để đậu pin à? Ừ. Đậu pin 500 năm. Bây giờ cái đồng chí thiếu úy này bây giờ định bắt giữ người, bắt giữ lái xe này. Không cho lái xe đi. Ủa, anh không đi được. Bây giờ xe đẹp đấy. Đâu đấy, Ford bán tải 15C biển Hải Phòng. Biển đẹp đấy, 216666. Cán bộ đi biển đẹp thật. Công an môi trường dầu CRV bán tải, Ford bán tải. Thôi cứ để đấy, lợn chết thì có người đền mà. Chưa xác lập hành vi mà ông đã giữ xe thôi. Chú bảo nghe nhá. Vâng. Bây giờ giữ hàng của chú không có lý do, cháu về làm đơn bây giờ nhà báo vào cuộc. Không, nhà báo thì nhà cháu làm ra. Nhà cháu đây, thế thôi, luật cháu lắm. Nhà báo luật sư, nhà cháu làm ra. Thế thôi, còn xe này thì đảm bảo mấy cháu là coi nhà bộ công an cấp phép coi chở ra thúc ra cần được không cả. Cảnh sát môi trường lập kế hoạch bắt giữ, lập kế hoạch bắt giữ, lập kế hoạch bắt giữ, nhưng mà bắt giữ phải có viện kiểm sát đấy. Đã dùng từ bắt giữ là phải có đại diện viện kiểm sát, mà hình như không có đại diện viện kiểm sát, chỉ có người chứng kiến, không có đại, chỉ có đại diện của đội cảnh sát giao thông. 100% là như thế. Cái biên bản làm việc, cái chỉ có biên bản làm việc. Cái này sai thì ở bên bên nào không có nhá. Nếu mà các anh mà không xuất không làm các cái bắt giữ mà các anh cứ giữ không vô bắt giữ, dùng từ bắt giữ là phải hình sự, mà phải có mã hình sự là phải có đại diện viện kiểm sát. Đã dùng đến từ bắt giữ mà đây là trả cái biên bản làm việc xem lúc chiều ấy thì chỉ có một người dân và hai cán bộ cảnh sát môi trường và một cảnh sát trật tự cơ động, cảnh sát giao thông trật tự cơ động của thành phố Uông Bí đấy, và cảnh sát môi trường bố trí vào đây. Con ở đây làm gì nữa, có kéo đây làm gì, để kệ thôi, cho họ ăn cả cái xe này thôi. Đây tôi cầm rồi, biên bản tôi cầm rồi. Ừ, cầm rồi văn bản cầm hết rồi. Ăn thì nói quá thì đi săn xe thôi vậy. Ừ thế mày đi theo anh nhá. Cậu ấy muốn đi đâu thì đi, muốn kéo đi đâu thì đi. Mẹ chưa ấy, mẹ xử lý, chưa xử lý lập biên bản. Không có biên bản vi phạm hành chính, chưa xác lập hành vi ông giữ xe tôi. Không, vấn đề bây giờ vấn đề bác bổ mấy ông công an chứ không phải bổ cháu. Vấn đề nằm ở vấn đề mấy ông công an. Đọc rồi cú ơi, đọc rồi. Còn mấy thằng sau thì không đọc thôi. Có thằng trung tá lẩn đâu không biết.
bãi xung quanh như vậy, bãi công an đâu, công an đâu. Bây giờ bác hỏi mấy công an, mấy công an dòng theo Anh Hoàng Mạnh Cường nhận với em là lái xe lên là anh gửi phí gửi xe đúng không? Anh bây giờ nhắc đến cái vấn đề phí gửi xe có 100.000 một ngày thôi mà sao anh không nói gì vậy? Có, anh đang dụ, anh Hoàng Mạnh Cường đang sử dụng hình ảnh của thằng em tôi đây. Đây là sử dụng cả hình ảnh của tôi đây, thượng úy Hoàng Mạnh Cường đây. Đây. Ban đầu thậm chí là không đội mũ, bây giờ cả đồng chí này nữa. Thiếu ý. Xem bây giờ ai chịu nhở? Ôi dồi ôi. Hình ảnh tôi hot lắm. Anh nhận lời với em là anh tôi giấu mặt mãi, giấu mặt em 2 năm nay rồi đấy. Không khả năng thì mình cứ đi về thôi chứ làm ở đây làm gì? Cho gọn cái xe vào cho bến cho bãi thôi. Ừ thế cho đi về. Đi về. Đi về. Còn không cãi họ thôi. Họ muốn làm gì họ ăn cả xe cũng được. Chưa biên bản. Chưa biên bản với hành chính ở dưới xe. Mẹ quy trình làm việc không? Mẹ quy trình nổi lên đầu. Mẹ chưa xác minh được hành vi vi phạm. Mẹ đã giữ xe người ta rồi. Mẹ các ông biết là giữ xe cái giấy kiểm dịch. Giấy kiểm dịch của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Các ông không có thẩm quyền. Không có thẩm quyền kiểm tra, trả cái văn bản luật của Bộ Công an cho ông kiểm dịch, tra giấy kiểm dịch cả. Các ông về làm thông tư 01 cho có điều nào, khoản nào cho ông kiểm tra giấy kiểm dịch không? Kiểm tra môi trường định ăn tiền nhưng mà không ăn được, quay ra mắc lỗi giấy kiểm dịch. Biết là công an Hải Dương chết với giấy kiểm dịch, phó giám đốc công an tỉnh. Ngoài công an tỉnh Hải Dương ngày năm đấy là phải vào bắt máy bay vào tận trong miền Nam để xin lỗi người ta. Đây phó giám đốc công an tỉnh Hải Dương nhá. Biết cái vụ xe bạch tuộc không? Bây giờ các ông lại còn ăn định ăn cả cái giấy kiểm dịch nữa. Các ông ăn một lương là làm nhiều việc quá. Mẫn cán quá. Về thôi cho về nuôi lợn. Quản lý đoàn lợn. Giờ các ông ấy làm như ra đường dễ nửa lòe dân lắm ấy. Đấy là như thế, còn ví dụ như là của em nó thuộc, nó sai về cái điều bao nhiêu? Không sai, mình không sai. Cái vấn đề nó sai như thế nào thì họ phải chứng minh cho mình mà phải gọi đại diện của cục thú y. Tao yên chó. Đại diện cục thú y đây làm việc. Đúng như thế. Ví dụ chứ không mấy ông công an là biên bản đâu. Là bên các anh sẽ giữ được và tiêu hủy hay như nào, bất kể một xe lợn nào vi phạm thì các anh tôi chấp nhận. Còn nếu mà không các ông này chưa đồng nó thú y ra bắt nó thú y. Coi như cũng để coi như là có một cái xem xét để coi như. Vâng em nóng tính của em nóng tính lắm. Em thì dễ bị kích động. Thế là như thế. Nói nãy giờ khẳng định. Nếu mà giữ như này, cái ảnh hưởng là cái ảnh hưởng của tôi từ sáng giờ mà giao ra ra ngoài kia người ta không. Em không nên không phải em chỉ luôn. Tôi bán là nhưng được cái là em không động chân tay, thằng nào cũng chân tay em là em nằm đùng ra ngã ngửa ra ngay. Còn thằng nào thích đụng thì đụng, em không phải, không thích đụng chân tay, em thích đụng mồm thôi. Vào công ty thì ở công ty lúc nào chẳng có thú y kiểm dịch ở đấy. Đấy cho nên là ở đấy cũng người ta cũng có kiểm dịch cơ mà. Cho nên là cũng... Rồi về công an thành phố chưa biên bản gì, về công an thành phố giấy mời đâu. Các ông phải mồm ổ chúng tôi về. Gửi xe ở đây đến lúc ông về hết mình lấy xe mình lại phải mất tiền gửi xe chết. Không, bây giờ mình không cần lấy xe chứ. Bây giờ giữ xe làm sao, giữ xe làm sao tự dưng mình lấy xe ra được. Anh Hoàng Mạnh Cường kia anh. Không, không, không. Anh vấn đề bây giờ giữ xe phải bản biên bản. Có biên bản. Biên bản bàn giao xe. Biên bản bàn giao xe lý do làm sao bàn giao đã xử lý chưa? Lấy xe không bây giờ giữ rồi chả hơi khó đấy. Thích ăn thì cả xe lợn cho ăn luôn. Xe lợn thì bây giờ chắc nhiều phân lắm. Chưa có biên bản gì cả, chỉ có biên bản tạm giữ. Em up bài anh cách đây khoảng tầm 10 tiếng. Anh cầm đúng không? Ừ anh cầm. Em up cách đây khoảng tầm 10 tiếng rồi.
em up cả biên bản làm việc, biên bản tạm giữ xe không có dấu và cả cái gọi cái kế hoạch tuần tra của phó trưởng công an thành phố Uông Bí, phó trưởng công an thành phố Uông Bí. Ở cái kế hoạch này thì là kế hoạch này là kế hoạch bắt giữ, khi phát hiện là bắt giữ, dùng từ bắt giữ. Các ông ấy dùng từ bắt giữ như kiểu chúng tôi kiểu buôn khoảng tầm bao nhiêu bánh heroin ấy, bắt giữ. Mà bắt giữ là phải có đại diện viện kiểm sát nhá. Mà làm việc với chúng tôi thì chỉ có đội cảnh sát môi trường và đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động. Muốn bắt giữ chúng tôi phải có đại diện viện kiểm sát. Bắt giữ xe. Dùng từ bắt giữ cơ. Chứ không phải là dùng từ dừng xe xử lý vi phạm. Đây ba đồng chí đứng đây. Bây giờ quay đây ông Tài đang quay. Ở đâu ông kêu ông Cường. Kêu ông Cường, đồng chí thượng úy Cường. Nó pin. Mặt mình giấu phải mấy năm nay rồi. Từ ngày vào cái group này giấu mấy năm nay, đợt này ra mặt nhiều quá. Thì cái lệnh kế hoạch ấy thì là bắt giữ cụ ấy, lệnh bắt giữ mà. Ở trên cái kế hoạch đấy là kế hoạch bắt giữ người, bắt giữ xe. Nghe dùng từ bắt giữ cơ mà chứ không phải là dùng từ xử lý vi phạm đâu. Nếu mà xử lý vi phạm em không nói, nghe dùng từ bắt giữ. Tài mày cho, tí nữa mày cho anh xem lại cái ảnh ấy đi. Đây đưa cho người ta xem. Ảnh ở trên bài viết có đấy. Ảnh trên bài viết này, trên group này có mà. Không có. Không có mạng. Không có mạng. Đấy. Tạm dừng đi, tạm dừng live stream đi. Tạm dừng live stream đi. Con nhà nghèo. Thành phố Uông Bí quê. Ở thành phố Uông Bí ngay qua đèn xanh đèn đỏ khoảng tầm 100m, 150m. Qua đèn xanh đèn đỏ thành phố Uông Bí khoảng 150m. Ông trung tá ông đi đâu rồi, ông không đội mũ, ông không hề đội mũ kepi. Mình chỉ lên bây giờ thì cả loạt đội đem mũ kepi đội này. Mẹ các ông ấy, cái thông tư bao nhiêu nhỉ? Thông tư 17 về cái điều lệnh công an nhân dân, các ông ấy vứt mẹ hết đi rồi. Đi làm mẹ ngồi bỏ mũ ra nhúng rồi, gác chân như ông cãnh. Để xem. Đánh xe quan đi mình công, anh Công là ở Cẩm Phả mà. Đây đang ở Uông Bí. Tạm giữ phương tiện nhưng lại không có biên phạm vi phạm hành chính mà theo điều 125 là xử lý phạm cái trường hợp giữ phương tiện tăng vật phương tiện vi phạm ấy, chỉ khi có xác lập hành vi hành chính thôi. Đã ghi nhận được hành vi hành chính vi phạm thôi mà đây chưa có hành vi nào cả. Chưa chứng minh được hành vi mà nghĩa giữ xe rồi, tiến hành giữ xe. Mà giữ xe 10 tiếng rồi. Mà biết các cụ biết này. Xe chở gia súc này. Xe chở gia. Bộ cấp phép đây. Chuyên đăng ký chuyên chở gia súc này. Mà, đây đây tự ngăn này. Cái giấy tạm giữ phương tiện và hàng hóa nó rất là họ muốn mình về công an thành phố làm việc nhưng mà không có giấy mời. Bây giờ họ mời mồm mà bây giờ em sợ lắm. Về bây giờ bộ chí phèo ra đây. Dạ không anh cần anh Khánh ạ. Bây giờ mời về đấy em sợ lắm. Cái gương gọi là va vào đâu ấy chết chẳng hạn có nhiều lắm. Bây giờ gọi va gãy hay là ấy, khâu khoảng mấy chục mũi là có rồi chứ không phải chưa có. Mà nhìn thái độ của anh trung tá, cái đồng chí trung tá lùn lùn kia là hổ báo lắm. Em cũng sợ, thật sự em sợ. Về đấy họ ập vào phát không đấy, có gì. Họ lại hủy tiêu hủy luôn điện thoại của em thì thôi xong. Mai không ấy rồi. Mày qua nhưng mà chủ xe máy xe chưa muốn về, em thì em hỗ trợ thôi. Em là phải cho cả ông giao thông ký vào đây. Đây biên bản tạm giữ xe đây, cho cụ xem biên bản tạm giữ xe này. Biên bản tạm giữ không có lý do tạm giữ nha. Chỉ có tạm giữ cái giấy trắng không, biên bản tạm giữ. Ông ấy làm cái thủ tục không có lý do tạm giữ. Đây, ngoài cái không giữ thì khác đây, ký đây một đống người ký đây. Mà ông chả có dấu má gì đây. Đây, biên bản làm việc đây thì là có hai ông cảnh sát môi trường này.
hai ông cảnh sát môi trường, một ông cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự. Trật tự thôi, không có cơ động. Ừ. Nó mới chỉnh lại bộ máy. Đang ở chỗ đèn xanh đèn đỏ. Đây mà một ông Phan Văn Hưng, tổ 1, khu 1, Yên Thanh, Uông Bí, người đồng, người chứng kiến. Chứ không hề có cán bộ thú y nào nhé. Không cán bộ thú y nào mà, không cán bộ thú y, không có cục thú y. Không đại diện của bên thú y mà các ông đòi kiểm tra giấy kiểm dịch. Mà theo điều 37 của luật thú y ấy, thì là không phải trường hợp nào cũng phải có giấy kiểm dịch đâu. Không phải trường hợp nào cũng phải giấy kiểm dịch. Không có chốt kiểm dịch. Không chốt kiểm dịch nào. Không chốt kiểm dịch, bây giờ công an lại nấn sân sang cả bên kiểm dịch. Các ông ấy lệnh có cái lệnh kiểm lệnh cái mà mình bảo là đi, mình bảo là mà lái xe bảo là lợn thì ở trong đông chiều rồi. Kế hoạch tuần tra, khoan nói là cái kể cả bây giờ mình sai đi, vấn đề đi về nhà dân lại đi đe dọa người dân để... Không, vấn đề đấy mình chưa chứng minh được, mình không nói về cái vấn đề đấy. Vấn đề sát sườn, kể cả bây giờ cho mình sai đi. Mình sai mình không thấy kiểm dịch đi. Nhưng mà cái kế hoạch tuần tra của ông ấy là kế hoạch của các ông ấy là kế hoạch, cái kế hoạch ấy là kế hoạch gì nhỉ? Kế hoạch kiểm tra môi trường, kế hoạch kiểm tra môi trường và bắt giữ, lệnh bắt giữ. Kiểm tra về môi trường của xe chứ không hề có thú y mà thách cả công an tỉnh Quảng Ninh. Ký lệnh thách cả ông giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh. Ký cái lệnh mà tuần tra kiểm, cái kế hoạch tuần tra kiểm tra về cái giấy kiểm dịch động vật đấy, thách hẳn luôn ông giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh nhá. Ở đây chúng tôi nói thách, mình không có một thú y nào mà ông thách luôn hẳn ông giám đốc công an tỉnh ký cái mà kế hoạch tuần tra về thú y đấy. Ông môi trường ông không, ông bới ná tìm sâu, ông vạch ná tìm sâu không được đâu, ông bay quay xoay nỗi không giấy kiểm dịch. Nhưng mà đây là chỉ nói mồm thôi, nhưng còn đã trong cái này là có đâu. Chưa có. Đấy, không có lý do, chưa lý do tạm giữ gì. Bây giờ lý do tạm giữ xe là gì? Các ông không có. Bây giờ biên bản vận hành chính không có thôi, mình đi vào cho xe lợn. Đi vào đây. Đi vào đây, ở đây làm gì mệt lắm. Đi. Ừ, chú đánh đi. Chú đánh đi anh em mình về. Chú đánh đi anh em mình về. Còn để có mấy ông cảnh sát môi trường ông ăn cả cái xe này đi. Bây giờ giá trị hàng khá khá nhỉ? Mười mấy đầy đủ tên gì hết chưa? Chưa, còn ông trung tá đâu ấy nhỉ? Khoảng là 300, hơn 300 triệu. Có trung tá ở trong kế hoạch mà. À, trung tá có rồi gì? Có cái... đang đắt mà. Thôi đi về, vứt xe đây, đi về thôi. Cho các ông ăn cả. Bây giờ xe nhá, tình trạng xe chúng tôi là không hề được niêm phong nhá, giữ xe. Các ông giữ xe thì không được niêm phong nhá. Cái lợn vẫn còn sống 100% đấy. Mai chết con nào thì thôi. Bây giờ nằm dạp này, đêm hôm nằm dạp này biết làm sao được. Mà ở trên tầng 2 nữa mà, chứ không phải tầng 1 đâu. Bây giờ chết thì sống thì kệ. Ông xác nhận làm sao chết hay không? Bây giờ của các ông hết rồi. Cho các ông ăn hết rồi. Thôi mình đi về thôi. Bây giờ lấn sân cả việc của Bộ Nông nghiệp, Bộ Công an, bây giờ lấn sân cả việc của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Ăn một nương nhiều việc quá. Quá nhiều việc. Đây đồng chí trung tá này, xem đồng chí trung tá tên là gì đây. Thẻ bảng tên. Đây có mà. Nguyễn Văn Vinh, đội trưởng 175059. Đồng chí đội trưởng. Trung tá, đội trưởng. Cảnh sát môi trường. Không được niêm phong. Mình không xe là không được niêm phong, mất mặt là không biết ở trên xe không. Bao nhiêu con lợn? Trên xe bao con lợn? 36 con, nhiều tiền đấy nhỉ? Khoảng gần 50 cân con. Hơn trăm cân con á? 36 đúng không? Hơn 4 tấn. 4 tấn 3. Nhiều tiền đấy nhỉ? 4 tấn 3 mấy chục triệu. Mà bây giờ lại còn giữ xe, bây giờ còn hợp đồng vận chuyển, bây giờ nhớ hàng với cẩm phả nữa cơ. Đúng rồi. Bây giờ nhớ hợp đồng với bên cẩm phả nữa.
bây giờ hợp đồng của mình bên Cẩm Phả là xong rồi. Cái này thì mà để bên công ty ở bên Cẩm Phả thì mai xin giấy ấy. Trả giấy gì sợ với nhau, mẹ nhỡ họ hủy hợp đồng ấy. Hủy hợp đồng thì bây giờ công ty ở bên đấy. Mình vi phạm hợp đồng. Giữ mình trái phép thì mình phải chấp nhận thôi chứ nào. Thôi đi về đi. Đi về nói chuyện làm gì nhiều. Ngoại ghi nhận cái... Thôi gặp nhau ở tòa cũng được. Ừ thôi. Em chào cụ ông mợ nha. Thôi em cũng phải đi về đây. Muộn rồi. Kết thúc live stream. Kết thúc rồi. Các bạn hãy subscribe và đừng quên bấm chuông để xem những video mới nhất nhé. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like, một share và nhấn vào cái nút subscribe đăng ký kênh YouTube của mình.